bộ phim Cô bé biên tập viên thời trang. Tập 2. Cái ISSN kia sao rồi? Xong xuôi, ổn thỏa rồi. Xong xuôi. Sao vậy? Mẹ không vui sao? Đương nhiên mẹ không vui rồi. Nếu con gây dựng sự nghiệp thì lúc nào mẹ mới ôm cháu được chứ? Ôm cháu ngoại cái gì? Nuôi con chó là được rồi. Nói bậy, con chó sao giống cháu ngoại được? Chẳng phải mẹ ở nhà rảnh quá sao? Muốn tìm một vật sống để hầu hạ. Không phải thật mà. Mẹ thấy ngứa mắt lão Lưu cả lơ phất phơ kia, cả ngày ôm thằng cháu lượn qua lượn lại trước mặt mẹ, nhìn rất quên quang. Dỗ thằng cháu đến mức không biết ai mới là cháu. Mẹ so đo chuyện người ta làm gì? Là ông ta so đo với mẹ chứ. Mẹ phản bác lại luôn. Mẹ nói mẹ là mẹ vợ của người Mỹ, ông có không? Nhàm chán. Con phải đẻ một đứa thôi. Mẹ không phải vì mẹ đâu. Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Cho dù bây giờ mang thai thì cũng là sản phụ cao tuổi rồi. Nhưng lúc tay chân mẹ còn nhanh nhẹn, có thể trông con giúp con. Để mấy năm nữa thì không ai trông giúp con đâu. Con xin lỗi, hiện giờ chưa có kế hoạch này. Thật à? Mẹ, con đừng tránh thai nữa được không? Mẹ nói cái gì vậy? Làm sao hả? Rồi mẹ sẽ nói với David. Đừng mà mẹ, con xin mẹ đó. Cô con gái này của mẹ cả ngày bận rộn, rốt cuộc bận những gì tôi cũng không biết. Sau này con phải nói với mẹ, hai mẹ con ta cũng hiểu nhau hơn. Tốt xấu gì con cũng là sếp, công việc để cấp dưới làm. Con cứ mang thai của con. Để mẹ đi rửa. Mẹ khỏi mất công, lát nữa con đi. Cuối cùng ISSN là cái gì? Khiến con chạy đôn chạy đáo gì? Nó giống như là tính pháp lý và quyền xuất bản của một công ty. Chính là ấn phẩm xuất bản hợp pháp, không phải phi pháp à? Mẹ biết nhiều thật. Bây giờ chỗ con đang tuyển những ai vậy? Biên tập. Sao vậy mẹ? Hôm trước bác Tôn còn có nói cháu gái ông ấy đã tốt nghiệp trường nghề nhưng mãi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Muốn hỏi xem chỗ con có cần người không? Cháu gái bác ấy tốt nghiệp trường nghề rồi à? Chẳng những thế, Tôn Vĩnh cũng rất xinh xắn, một mép ngọt ngào. Mỗi lần gặp mẹ, từ xa tiết đã gọi bà ơi, không có lương có làm không? Nói thừa. Chắc không phải mẹ muốn cài một gian tế bên cạnh con chứ? Mẹ có rảnh đâu. Nếu mẹ muốn tìm hiểu động tĩnh của con thì hỏi thẳng con là được rồi. Tính sao đi? Đừng tính sao mà. Hồi con còn nhỏ, bác Tôn rất thương con. Có một lần con sốt hơn 40 độ. Bác Tôn của con, người ta là nhầm vào mẹ đó. Được, được, được. Để con nghĩ đã. Mẹ bảo con bé gửi sự lý lịch cho con. Như vậy có phải nhanh không? Tổng giám đốc Dạng. Thế nào? Vậy là đây là nơi ra đời của tờ báo thời trang hàng đầu Trung Quốc. Sao lại là anh? Anh là chó săn à? Đây gọi là quét phố, biết không hả? Rất nhiều ngôi sao lớn đã bị quét ra như vậy. Rác cũng quét như vậy đó. Đây là cô nói đó nha. Tôi biết mình là người thế nào, không cần anh định vị cho tôi.
Làm gì vậy? Đừng hung dữ chứ. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Chào mọi người, tôi tên Trịnh Hưng. Tôi là cô là biên tập Mảng Đời Sống. Đúng, biên tập Mảng Đời Sống. Chào anh, chào cô. Vẫn chưa đến à? Gọi điện cho Dung Huyên. Ai vậy? Số này. Gọi đến khi nghe máy mới thôi. Dừng. Chào cô, tôi là Thẩm Dung Nguyên. Hẹn phỏng vấn lúc 10 giờ. Được, cô chờ một lát. Khí thế mạnh mẽ thiệt đó. Tiếp theo chúng ta xin mời Tổng Giám đốc Vàng phát biểu. Được rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của mọi người, tôi vô cùng vui mừng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là người trong một team. Team có nghĩa là đoàn thể. Cái gọi là đoàn thể, đoàn, không phải là đoàn đội, là đoàn kết. Đội chính là đội ngũ. Chúng ta là một đội ngũ đoàn kết. Đoàn kết bên cạnh An, tạo nên một tạp chí thời trang xuất sắc, không gì sánh được, của bản địa, nhưng không quê mùa. Đánh bại những ông trùm thời trang, cho bọn họ đắc ý. Đắc ý được không? Có gì để đắc ý chứ? Mọi người có niềm tin không? Có. Tốt. Anh ngồi xuống, uống ngụm nước đã. Đâu phải dưới sự lãnh đạo của tôi. Rõ ràng dưới sự lãnh đạo của anh. Tuy tôi hơi nhiều tuổi, chiều cao của tôi cũng không cao hơn các cô cậu. Tổng Giám đốc Vàng, tôi là Tiểu Hùng, vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi là biên tập quy trình, xin chỉ bảo nhiều hơn. Được, học tập cậu. Đánh giá cao cậu. Xin lỗi, tôi đến trễ. Đây là con nhà ai vậy? Tôi là Tôn Vĩnh. An. Tôn Vĩnh. An, chị An. Ông nội em đã bảo em rồi, không được gọi là cô, phải gọi là chị. Thật ngại quá, mau ngồi đi. Mau lên. Cô ngồi xuống thở đi đã. Đây là lễ tân mới của công ty chúng ta. Chào mọi người. Tốt lắm. Phải lễ phép, lịch sự, nhiệt tình. Hiện giờ cơ cấu nhân viên của chúng ta ít, cho nên một người phải làm việc của hai người. Phụ nữ phải làm như đàn ông. Mong mọi người hiểu cho. Vậy đàn ông phải làm như cái gì? Gia súc. Rất có sức chiến đấu. Cô muốn trở thành người như thế nào? Tôi muốn trở thành người như chị Thu. Xin cô gọi tôi là cô Lương. Người cô thích, cô sùng bái, chắc không phải là tôi đó chứ. Bình thường cô có đọc tạp chí của tôi không? Có chứ. Tự mua à? Cuốn tạp chí thời trang đầu tiên cô mua là loại nào? Xem ra cô không hề thích tạp chí của chúng tôi. Cần gì phải cất công đến đây nói với tôi nửa ngày? Sao cô không đến vô mà phỏng vấn? Bọn họ không nhận cô. Thời trang và thời trang vẫn có sự khác nhau. Ví dụ gần đây tôi nghe nói có một người muốn làm tạp chí thời trang bản địa cạnh tranh với chúng ta. Bản địa và thời trang vốn là hai từ trái nghĩa. Đúng là chuyện nực cười nhất năm nay. Nực cười lắm sao? Tôi nghĩ chị không cần phải nhắc tới bọn họ. Từ biểu hiện của cô sau khi vào phòng làm việc của tôi thì cô hoàn toàn hỗn loạn. Cô không hề biết tôi muốn gì. Đúng không?
Tôi khuyên cô hãy trở về suy nghĩ cho kỹ. Cứ bình tĩnh, nghĩ thêm mấy năm nữa cũng không sao. Cô còn phải nghĩ xem tại sao tạp chí của tôi lại trở thành người dẫn đầu của giới thời trang. Còn cô biết sự khác biệt giữa giải trí và thời trang không? Đến phỏng vấn mà không tắt chuông điện thoại. Cô thật mất lịch sự. Mời cô ra ngoài. Cô dễ hả? Không tệ. Cô từng học à? Được không? Đáng tiếc. Dung Nguyên, xin lỗi em đến muộn. Ngày đầu tiên đi làm, em đến muộn 2 tiếng. Em xin lỗi, sáng nay em bị ốm. Đến bệnh viện truyền nước, không mang điện thoại. Bị sao vậy, sốt à? Không sao, chắc là ăn đồ không sạch, thượng thổ hạ tả. Hay là em về nhà nghỉ ngơi đi. Không sao, ngày đầu tiên đi làm mà. Trình Hưng, lại đây. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là biên tập viên thâm niên của tạp chí chúng ta, Thẩm Dung Nguyên. Sau này có gì không hiểu hỏi cô ấy, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy không khỏe. Chào cô, tôi tên Trình Hưng, tôi là biên tập viên mảng đời sống. Để tôi cầm túi cho cô. Điện thoại của cô đang rung nè. Thì ra điện thoại của tôi ở trong túi, chắc là đau bụng quá đến ngu người rồi. Thảo nào tổng giám đốc Dạng nói Dung Nguyên không đơn giản. Đương nhiên rồi. Cậu cảm thấy sao? Hầu hết những người ăn nói khéo léo, nếu không phải chăm chọc cậu thì sẽ là không phải người thật lòng. Sao lại không phải thật lòng? Ngoài mặt thì chị em ngọt xớt. Nếu cậu dám đồng ý thật thì cậu chính là đồ ngốc. Xem ra mình không thể đánh cược tất cả lên người cô ấy. Đó là điều chắc chắn rồi. Cậu không nhìn ra sao? Cô ấy muốn trèo cao, nhìn sang mảng thời trang. Sao vậy? Cô ấy quan trọng lắm à? Đương nhiên là quan trọng rồi. Phong cách viết của cô ấy quả thật rất tốt. Cứ bình tĩnh. Để mình giới thiệu cho cậu một cô gái đáng tin. Ai vậy? Có đắt không? Cô mắng người hả? Tiền bạc cái gì chứ? Trả sao cũng được. Tôi sợ nhất là người khác hỏi tôi bao nhiêu tiền. Chẳng phải bài bài nói là bạn bè sao? Bạn bè còn nhắc đến tiền làm gì? Các cô là bạn à? Bạn kiểu gì mà còn nhắc đến tiền với tôi? Đừng nhìn tôi. Tôi chịu thôi. Tốt xấu gì, cô cũng phải đưa cho tôi một con số chứ. Bao nhiêu cũng được, thật đó. Tôi không phải vì tiền. Chẳng phải các cô đang cần tìm người sao? Còn gái nhà giàu như tôi thật sự không quan tâm đến tiền. Ra ngoài làm ăn phải dựa vào sự trượng nghĩa. Tôi và bài bài thân nhau như vậy. Tôi biết nếu cô có thể trả được thì đã trả rồi. Nếu không trả được thì tức là cô đang gặp khó khăn.
Giờ sau này tạp chí phát triển rồi thì tăng lương cho tôi cũng được. Nếu bây giờ tôi ra giá, cô không trả được thì cả hai đều ngượng ngùng. Tôi không ra giá, tôi không ra giá. Có thể trả bao nhiêu thì trả đi. Bị ngốc à? Con gái nhà giàu cũng có cảnh giới. Phải phải phải. Tôi thật sự rất cảm động. Thật đó. Cậu đừng xoa nữa, mau xếp bài đi. Tôi có thể rửa sạch thật à? Thì vậy, giờ mới về à? Đàn nghệ thuật gia tan làm rồi. Rửa sạch bài đi, biến. Nhanh lên, nhanh lên cái gì? Còn chưa ném con nào cho mình, đến lượt cậu rồi. Mau mau mau, có gì ăn không? Anh đói rồi. Anh về muộn như vậy mà vẫn chưa ăn à? Vừa nãy bọn em ra ngoài ăn rồi, đúng vậy. Hay là anh xem trong bếp có mì tôm không? Rồi ráng thêm quả trứng. Em nhớ hình như có mì tôm. Cát Nhất Thanh, cậu cho nghệ thuật gia ăn cái gì vậy? Tốt xấu gì cũng phải thêm bào ngư chứ. Đúng vậy, thêm bào ngư. Ăn mì tôm kiểu gì cũng phải thêm gì cả. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn cậu ấy kìa. Nghệ thuật gia Cát Nhất Thanh đối xử với anh tốt thật đó. Vừa nghe anh nói chưa ăn đã không thèm chơi mặt dược với chúng tôi rồi. Phải đó, để tôi giúp anh làm cái gì đó nha. Thôi đi thôi đi. Nhìn cậu đắc ý kìa. Những kim cương to như vậy thì làm việc kiểu gì? Khoe khoang. To không? Không to. Bình thường thôi. Ngài nghệ thuật, lúc nào anh mua cho Cát Nhất Thanh một cái đi. Phải đó, người ta còn từng làm người mẫu tay đó. Đúng vậy. Anh xem bàn tay có đẹp không? Thật là Cát Nhất Thanh, chúng tôi đi theo anh đúng là tối giản hết mức. Trước kia còn lâu mới như bây giờ, chỉ đánh mặt dược với chúng tôi. Nếu mấy người chúng tôi không ở nhà rảnh rỗi thì ai chơi với cậu ấy chứ, đúng không? Để cậu ấy ở nhà một mình, một thiếu ba đi. Đúng vậy, đúng vậy. Các cậu đừng lảm nhảm nữa được không? Mau ra ngoài chờ mình sẽ ra ngay. Giận rồi kìa, người phụ nữ của gia đình. Đi thôi. Mì xong rồi, anh ăn tạm đi. Em ra đó đánh bài với bọn họ. Tự Hổ đâu? Nó ồn ào quá, em nhốt nó ở ban công rồi. Tự Hổ, hôm nào ra ngoài chơi đi, cả cổ cút ngay cho tôi. Anh nổi cáu với ai vậy? Tôi nhìn anh lâu lắm rồi đó, mặt mày ủ rũ cho ai xem? Cô soi gương đi, cô còn giống con gái không? Có biết con gái nên thế nào không? Có phải lũ con gái Bắc Kinh các cô cảm thấy mình có cá tính lắm không? Suốt ngày nói năng tục tiểu, chửi bậy ồn ào hay ho lắm sao? Anh quản được hả? Tôi đóng một nửa tiền nhà. Tôi thích gọi ai tới thì gọi, nếu anh không chịu nổi thì cút đi. Đừng có lôi con gái Bắc Kinh ra nói. Không thích thì đến Thượng Hải đi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sao không lái xe? Tôi bị thu bằng rồi. An, An, Tiểu Hùng, để tôi giới thiệu. Đây là người của tòa soạn chúng ta, Ina. Chào cô, chào Tiểu Hùng. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là biên tập trang phục mới của chúng ta, Ina. Lão Ngải, sao anh lại ở đây? Anh và Cát Nhất Thanh đang yêu nhau hay chia tay rồi? Có ý gì hả? Được, nếu hai người đã quen nhau thì tôi không giới thiệu nữa. Đây là biên tập Mảng Đời Sống. Chào cô. Biên tập Quy Trình, Tiểu Hùng. Biên tập Thâm Niên, Thẩm Dung Huyên. Chào cô, tôi đã nghe nhiều người nói đến cô rồi. Tôi cũng nghe nhiều người nói đến cô rồi. Một mình tôi ở đây quản lý người, còn phải quản lý trang phục thật đáng sợ. Cô đến tôi mừng lắm. Tôi cũng không biết gì cả. Đừng khiêm tốn mà. Cái vòng tay này đẹp quá, thương hiệu gì vậy? Đừng nhắc nữa, toàn là đồ tôi mượn các thương hiệu về chụp ảnh. Kết quả làm hỏng, chỉ đành tự bỏ tiền ra đền thôi. Một tháng lương của tôi còn không đủ đền. Ngày nào tôi cũng đeo để nhắc nhở bản thân. Cái này đẹp thật đó. Cô thích hả? Tôi tặng cô.
Cầm lấy đi. Tôi đeo có đẹp không? Cô khách sáo quá, không có gì. Tôi nói nè, cô đến thì tôi không còn chán nữa. Ở đây không phải trẻ con thì là người tỉnh lẻ. Tôi thèm kết bạn với bọn họ sao? Thích ra vẻ, thích tranh giành. Tôi tên Trịnh Hưng, tôi là người tỉnh lẻ. Chào cô. Xin chào. Xin chào. Làm gì long trọng vậy? Còn xếp hàng chào đón nữa, được khách sáo. Mong ngồi đi, ngồi đi. Chào mọi người. Tổng giám đốc Vàng, xin chào, xin chào. Tổng giám đốc Vàng, anh đến rồi à? Chào, chào anh, chào anh. Để tôi giới thiệu trước đã. Đây là nhà văn chuyên mục Lưỡng Tính, Lý Bài Khuyển, tổng giám đốc Vàng. Chào anh. Thật ngại quá, chào anh. Lý Bài Khuyển. Bài Khuyển là từ nổi tiếng trên mạng. Đây là Lý Bài Khuyển thật sao? Đúng vậy. Tôi thấy cô ấy lớn lên trong văn chương, nhưng không giống lắm với những gì tôi nghĩ. Cô nghĩ thành cái gì? Dù sao ảnh chụp cũng là lừa đảo. Cô từng đọc những bài viết nào của cô ấy? Không có gì, chính là những bài mắng đàn ông. Tại sao không cần cô ấy? Chủ tịch hội nhà văn. Nếu chủ tịch hội nhà văn mà cưới được cô thì đúng là tài tử với gia nhân. Trên trán khắc ba chữ: có văn hóa. Tổng giám đốc Vàng, để tôi giới thiệu với anh. Đây là biên tập trang phục tạp chí của chúng ta mới tuyển, Ina. Chào anh. Y trong XYZ hả? Bây giờ rất nhiều nữ nhà văn đều gọi cô ấy là Y của Y. Có văn hóa. Không có văn hóa gì. Tôi là người Mãn, Bắc Kinh chính gốc. Người Bắc Kinh à? Tốt, tốt, tốt. Hôm nay tôi mời riêng bà đến là để cùng chúng ta bàn bạc đặt tên cho tạp chí của chúng ta. Chưa đặt được tên thì cũng không tìm được định vị. Anh nói có đúng không? Rất quan trọng, rất quan trọng. Thật ra chuyện này tôi đã nghĩ rồi, hơn nữa còn tìm hiểu kỹ. Hay là chúng ta xem thử đi. Tôi đã nghĩ ra được mấy tên rồi, nhưng tôi cảm thấy cái tên này khá là ổn. Tạp chí của chúng ta có thể tên là Hai. Tên tiếng Anh gọi thẳng là Hai. Thân thiết không? Thượng Hải có một tạp chí tên là Hai, mặc dù đã dừng phát hành. Vậy tôi cũng đề nghị một cái tên. Minh Tinh. Thế nào? Bị trùng rồi. Lại trùng tên à? Vậy thì bỏ đi. Gọi là Lạc Ý thì sao? Lạc Ý. Có một tạp chí điện tử tên là Lạc Ý rồi. Gọi Lui thì sao? Lui trong Hoa Lui, tức là nụ hoa, rất nữ tính. Lui lui lui. Lui hay, lui hay. Phong cách bây giờ chẳng phải là không cần tốt nhất, chỉ cần sấm sét nhất. Không sấm sét, không xem sao. Dù sao cũng được thế hệ 9X thích. Cậu rất giống một tiếng sấm đó. Nhưng nếu chúng ta đặt tên là Lui thật thì tôi nghĩ trong tiếng Anh có thể gọi là Lady. Thế nào? Nữ tính, tao nhã. Cô nói lại lần nữa đi. Lady có nghĩa là nữ tính. Hay đó. Lady. Lui lui. Lui trong Hoa Lui. Địa, địa trong Hoàng Thổ Địa. Lui địa cũng có nghĩa liên quan đến hoa điểu ngư trùng. Lui địa. Khẩu âm ở đâu vậy? Lui thông minh thật. Hay chúng ta gọi là tán đi, cũng rất phổ biến. Tán. Nếu ra ngoài làm việc giới thiệu với người ta, tôi là tán. Đơn giản quá rồi. Có một tạp chí tên là Tán. Sao cái gì cô cũng tìm ra được vậy? Tôi chuyên về tìm kiếm mà. Đặt cái tên khó vậy sao? Đương nhiên rồi. Anh không thấy bây giờ người ta rất coi trọng cái tên sao? Chuyên tạp chí chúng ta có tên của ai mà đặt tùy tiện chứ? Ngoài Trình Hân, mọi người thấy tên Tim Quả Nhi được không? Kiên quả là gì vậy? Tôi biết. Kiên quả là loại quả có vỏ cứng. Hạt thông, hạt phỉ, những loại này đều có vỏ, giá trị dinh dưỡng rất cao. Không phải đâu, tổng giám đốc Vàng. Ý tôi không phải là loại quả để ăn. Ý tôi Tim Quả Nhi trong tiếng Bắc Kinh của chúng tôi. Ý là cô gái xinh đẹp. Đúng đúng đúng. Tôi thấy cũng được đó.
Chúng tôi vốn là những tim quả nhi mà. Đúng đúng đúng, tim quả nhi. Hay tim quả nhi. Vậy tiếng Anh thì sao? Tiếng Anh gọi là sister. Chị gái. Không, là các chị em. Tôi là chị em của các cô. Đây chính là tôn chỉ của tạp chí chúng ta. Hay lắm, rất hào hứng. Chị em, nghe đã thấy đã rồi. Great. Great có nghĩa là rất tuyệt. Great. Đó là great. 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 Mời anh. Được. Cảm ơn, cảm ơn. Tổng giám đốc Dạng, bây giờ còn một vị trí rất quan trọng. Quảng cáo. Đúng. Tôi đã tìm cho cô một người lâu rồi. Tôi sẽ phái một người đắc lực từ Nội Mông Cổ đến. Cô cứ yên tâm đi. Phái người từ Nội Mông Cổ tới. Việc này sợ là anh ấy không hiểu rõ về thị trường Bắc Kinh. Ý của tôi là tôi rất lo nếu chúng ta không tìm một người hiểu rõ về thị trường quảng cáo Bắc Kinh thì chúng ta sẽ đi đường vòng. Anna, cô nghĩ giúp tôi đi. Tôi là ISSN về Nội Mông Cổ. Tại sao lại đến Bắc Kinh tìm người làm tạp chí? Khái niệm của cô đưa ra rất hay. Tạp chí bản địa, quyển chuyển, êm ái. Nhưng nếu có một người vô trách nhiệm nói một câu kiểu như tạp chí bản địa chẳng phải chính là một tạp chí thời trang sơn trại thì sao? Lẽ nào đây không phải là đường vòng sao? Không phải đi đường vòng, mà là không thể thiếu việc đi đường vòng. Cô nói có phải không? Cho nên quảng cáo đi đường vòng cũng không sao cả. Cô cứ để cậu ấy từ từ đi cùng cô. Tổng giám đốc Dạng, tôi nghĩ còn một việc nữa. Dạng sự khởi đầu nan. Mới bắt đầu làm tạp chí, chắc chắn các cô sẽ bị lỗ. Không sao. Tôi cho phép các cô lỗ hơn một năm. Sau một năm rưỡi, cô bắt buộc phải ít nhất phải hòa vốn. Nếu không thể hòa vốn thì tôi sẽ rút. Chúng tôi bỏ ISSN, bỏ tiền. Đây là kinh doanh. Kinh doanh chính là kiếm tiền. Không phải chuyện đùa, đúng không nào? Nếu tôi không kiếm tiền thì cũng khó ăn nói với tập đoàn. Nếu không hòa vốn được thì tôi đành phải tìm một người có thể làm đến mức hòa vốn, tiếp nhận tạp chí này. Tôi còn không thể để nước tới chân mới nhảy. Phải bắt đầu từ bây giờ. Trong một năm rưỡi này, nếu cô làm tốt thì người dự bị tôi tìm được. Cần làm gì thì cứ làm nấy. Nếu cô làm không tốt thì người dự bị này sẽ thay thế. Anna, tôi đánh giá cao cô. Tôi và David cũng là anh em. Nhưng công việc phải làm theo phép công. Dung Huyên, ăn cơm thôi, được, chờ một chút. Ăn cơm thôi các chị em. Tôi không phải chị em. Đi ăn cùng nhau thôi. Đi thôi, cảm ơn, tôi không đi ăn đâu. Tôi mang cơm rồi. Thời buổi này vẫn có người mang cơm mà. Được rồi, mau đi thôi. Sao vậy? Chơi đồ ăn ngoài mất vệ sinh à? Tôi tự mang theo cơm hộp tình yêu. Có món gì ngon đây? Tôi xem nào. Cá đậu vàng à? Để tôi hầm giúp cô.
Tôi biết rất nhiều thành ngữ Trung Quốc. Anh còn biết thành ngữ Trung Quốc sao? Đúng vậy. Thật hay giả vậy? Thật. Tôi lừa cô làm gì? Vậy trước tiểu nhân sau quân tử có nghĩa là gì? Trước tiểu nhân sau quân tử chính là trước thì trẻ con, sau thì thành người lớn. Rất đơn giản. Đơn giản. Anh làm gì vậy? Sao lại dứt của tôi? Chai nước khoáng không được tái sử dụng, nhất là vào mùa hè. Tiết kiệm tiền cũng được tiết kiệm, cái này không tốt cho sức khỏe. Không sai. Có cần đi nhà một đoạn không? Không cần đâu, chúng tôi không cùng đường. Cảm ơn chị. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Sợ nhất là đi cùng sếp. Lúc cô đi học cũng tránh thầy cô rất xa phải không? Tôi tránh ai cũng xa cả. Lão Ngải, người trong giang hồ, không đau cái gì đó. Chẳng phải phía trước có trạm xe buýt tính thẳng nhà cô sao? Tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc, nhưng tuyệt đối không được cấm tôi bắt xe. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Đúng là có nguyên tắc. Cẩn thận cô ấy nguyên tắc cả cậu. Nghĩa là sao? Sau này cậu sẽ hiểu. David. David. Anh đang làm gì? Lấy ít đồ. Nghĩa là sao? Anh ở bên ngoài đến nghiện rồi à? Anh nói gì đi chứ? David. David, anh về nhà đi. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Em xếp cái này thì có ích gì? Anh có thể gửi thư cho em, cũng có thể gửi thư điện tử cho em, đúng không? Em bình tĩnh lại đi, được không? Em có thể đồng ý ly hôn. Được. Nhưng em có điều kiện. Điều kiện gì? Em muốn sinh một đứa con với anh. Sinh con xong em sẽ ly hôn. Em uống lộn thuốc rồi à? Không vội. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Em nghĩ bây giờ anh còn có thể động vào em sao? Chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo. Em nên vào bệnh viện số 6 đi. Là sao? Chính là viện dành cho người bị điên, viện tâm thần đó. Chị Tiểu Hoa, chị giúp em đi mà. Bọn em là tạp chí mới, cũng có quá trình trưởng thành chứ. Chờ sau này bọn em nổi rồi, vừa nhắc đến chị, sao lại không thể cho chúng tôi mượn chứ? Cho ai mặc mà chẳng phải là mặc. Quan hệ của hai ta có tốt không? Cái gì gọi là tạp chí thời trang sơn trại trong nước chứ? Sao những từ thời thượng nối lại với nhau khó nghe như vậy? Chụp ai à? Chưa quyết định.
Không phải băng băng này thì sẽ là băng băng kia. Ai chém gió chứ? Alo, alo, alo. Tôi không tin. Chọc tức tôi thì tôi sẽ đến giường thú. Tại sao phải đến giường thú? Nhảy sư hổ sơn tự sát. Hôm nào chị dẫn đi mở mang tầm mắt. Đây chính là chợ sĩ quần áo, nổi bật nhất giường thú, thiên đường của những người sành thời trang. Quyền ảo thật. Đi thôi. Hàng của cô. Cảm ơn. Đi thông thả. Mặt đẹp lại đến. Tôi đi đây. Cô đừng tưởng cầm một bọc túi đen thì có thể che mắt người ta. Nhìn cô lo lắng kìa. Cô phải giả vờ thờ ơ một chút. Nói là đến lấy thêm hàng thì người ta mới giảm giá cho cô. Nếu họ nói một bộ không bán thì cô cứ nói chúng tôi lấy tạm một bộ và bán thử. Nếu bán chạy thì sẽ quay lại lấy thêm. Nhiều thứ phải chú ý vậy sao? Cô nghĩ bộ này tầm bao nhiêu thì phù hợp? 60 tệ là được rồi. 60 tệ? Trong tình huống này phải mặc cả hết mình. 20. 20? Nếu người ta không đồng ý thì cô nói: chị ơi, chúng ta đều xinh đẹp như vậy, bán rẻ thôi. Vậy cô mặc cả thử xem. Nếu cô ấy không đồng ý thì sẽ nói giống vậy thật. Nhưng tôi vẫn thấy hơi lo. Cô không cảm thấy số quần áo này nhìn kỹ đều rất thô sao? Chúng ta chụp ảnh thời trang đó, như vậy có được không? Cô lại không hiểu rồi. Những thứ chuyên bán trong hàng, dù đắt đến đâu, thu hút đến đâu, cũng không tách rời được bản tính thời trang. Đó chính là một chữ: thô. Cô cứ chờ xem, sẽ hết hồn cho coi. Không ngờ Bắc Kinh còn có một nơi bình dân như vậy. Nếu bán cái gì cũng rẻ như vậy thì cũng không khó sống lắm. Đúng vậy. Mỗi lần tuyệt vọng về cuộc đời, tôi lại đến đây đi dạo, mua một đống đồ, lấy lại ý chí chiến đấu với cuộc đời. Đây là trạm sạc của cuộc đời tôi. Biên tập trang phục của tạp chí nổi tiếng mà cũng đến đây lấy hàng sỉ à? Ina, lại đến nhập hàng à? Như nhau cả thôi. Sao như nhau được? Chúng tôi là team Quả Nhi, thế nào cũng được. Cô đến đây sẽ bôi đen cho tạp chí các cô mất. Cũng phải. Các cô đã đủ đen rồi, không cần bôi. Đừng bôi người khác là được rồi. Nhập những hàng gì vậy? Chia sẻ kinh nghiệm cho chúng tôi với. Đừng nói bậy, tôi không đến đây nhập hàng. Tôi đến để tìm người. Cô kéo cái này là đi tìm người sao? Cô kéo cái này đi dứt xác tôi còn tin. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô cũng độc mồm thật. Mặt cô ấy tái mét rồi. Tiếp nào, tiếp nào. Hai con. Anh làm gì vậy? Hai con ong nhỏ bay vào những bông hoa. Hai bông hoa bao bọc con ong nhỏ. Đâu là ong, đâu là hoa? Chơi đi. Cô nói cái gì? Tôi bảo hai con ong mực. Cô muốn chơi trò chơi à? Hộp đêm ở chỗ chúng tôi không có chơi cái này. Cái gì? Vậy các anh chơi cái gì? Nói chuyện ở đây tốn sức quá. Chúng ta đổi sang chỗ khác, tào nhã hơn được không? Tôi không nghe anh nói cái gì hết. Tôi bảo chúng ta đổi sang chỗ tao nhã hơn. Tao nhã được không hả? Được. Giờ phút này, ở nơi này, tôi rất muốn làm một bài thơ. Tào nhã rồi chứ. Quá tào nhã luôn. Thật sự cảm ơn cô đã đưa tôi đến nơi tao nhã như vậy. Biết anh thích kiểu này thì sớm nói đi, Bắc Kinh có đầy. Cô là người Bắc Kinh à? Đúng rồi, cô xem, con gái Bắc Kinh đúng là rất tốt, nhiệt tình, hào phóng. Lúc nào cô đến nội Mông Cổ, tôi phải báo đáp cô tử tế mới được. Thật à? Lúc nào? Tôi có thể đi bất cứ lúc nào.
Anh đã nói với em rồi mà, bảo em đừng đến công ty tìm anh, sao em lại đến đây? Em mua cho anh bộ quần áo. Đắt lắm à? Mua ở vườn thú, vừa tiền cũng rất đẹp. Vậy anh về đây. Tưởng Đào, em có thể nói chuyện với anh một lát không? Có chút chuyện thôi, được rồi. Qua bên kia 5 phút thôi.